Một đường dây buôn bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ cực lớn vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Các đối tượng thuê hẳn một căn hộ chung cư để livestream quảng cáo, quảng bá trên mạng xã hội. Đối tượng Nguyễn Đăng Đinh, sinh năm 1987, quê Hạ Long, Quảng Ninh, tạm trú tại một chung cư cao cấp ở Đa Tốm, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, là quản trị kênh YouTube Đào Kiếm Phong Thủy và Facebook Hùng Lâm, tức Hưng Móng Cái. Các kênh của Ninh thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo tài khoản mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Hỗ trợ Ninh còn có Vũ Kim Hoa, sinh năm 1990, vợ Ninh, và Tô Xuân Hiên, sinh năm 1995, đại lý cấp dưới giúp Ninh bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Vợ chồng Ninh thuê thêm một phòng khác của bở khu chung cư ở xã Đa Tốn để thực hiện hành vi livestream, đăng video quảng cáo mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và làm nơi tập kết hàng cơ quan chức năng bắt giữ Nguyễn Đăng Ninh, Vũ Kim Hoa, Tô Xuân Hiên khi các nghi phạm đang vận chuyển nhiều kiếm lên xe ô tô. Khám xét hai phòng tại chung cư do vợ chồng Đinh thuê, cảnh sát thu giữ 2.946 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, dao các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.